chung ha. Tôi thấy thế này là phải nói là ngày hôm nay thì rất là hài lòng, đúng là em đã trưởng thành, tất cả các nhóm em đã có một cái nỗ lực rất lớn. Thầy nghĩ rằng là thì rất an tâm. Nếu em là những người làm du lịch thì em cũng nắm được cái hồn cái tinh hoa của âm nhạc truyền thống Việt Nam, và cách mà em giới thiệu cho mọi người đó, thì thầy thấy rằng là thầy an tâm. Thầy rất khen là tổng đạo diễn em đang là lớp trưởng rất là khéo để sắp xếp một cái chương trình để nghĩ là rất tốt, và trong đó thì như phải nói là em nhóm nào cũng thấy thế cũng được cả, nhưng mà nổi lên đó thì phải thấy là có những cái nhóm rất là khéo, ngay cả là ví dụ như là em cái nhóm về nhạc cụ chẳng hạn đó, thì là rất là khó, nhưng mà em đã tạo trong cái ấn tượng rất là hay. Khi em giới thiệu là chỉ cây đàn bầu thôi, mà nên nhớ là cái cây đàn bầu đó mà em giới thiệu với cái tiết tấu mà nó nhanh và nó mạnh như vậy đó, thì du khách người ta rất thích. Thường là bầu nỉ non là nó buồn lắm, nhưng mà cái tròn chặt kéo đó giới thiệu cái tinh hoa về nhạc cụ Việt Nam là cái đàn bầu thì rất là tuyệt. Nhạc lễ Phật giáo này nè, thầy nghĩ là em Minh Hoàng rất là hay. Thầy chỉ biết là ví dụ như em nói là em không cầu kim được, thầy nghĩ rằng là trường học nên như là công việc vậy. Và em thấy các vào một cái trường đại học ở nước ngoài thì một cái công việc nghĩa là nó rất là lạnh, và người ta vào học cái có thể đi tu đó, thì ra là em cũng có nghĩa là em cũng khéo có hình phạt tê thì em tụng kinh chẳng sao cả, nhưng mà tiền nghĩ rằng là nhưng mà em diễn đạt về cái đánh chuông để gõ khó thế mà như vậy tôi giới thiệu thì thấy là rất là hay. Tôi nghĩ rằng là đấy như có rất hay là thành rất cảm động là những em là Minh Hoàng sống đấy, thực sự là này rất xúc động. Như là em hát ba hò này thì rất là xúc động với mọi người. Nó có rất là có duyên và rất nhiều em thể hiện cái duyên của mình. Ngay cả cao huế khi em thuyết trình em nói về phật đạo, nhưng mà khi mà em Minh Hoàng thì mình thấy là rất thích hơn. Về ngay cả những em mà lên đây rất là cảm động, cái bác quê thì nghĩ bình thường và đó là rất thích hơn. Mà tôi nghĩ là những cái giờ phút mà trên mái nhà trường á, tôi nghĩ là em không phải học quyền thì những cái tâm huyết của thầy đó, và bây giờ là thầy 70 tuổi, nhưng mà thầy muốn là truyền cho các thế hệ sau cái lửa về âm nhạc truyền thống, hay là cái lửa về ẩm thực, hay là cái lửa đối với quê hương đất nước, thì rất là tâm nguyện. Và thầy nghĩ rằng là cho em tiếp lửa đây thì là điều thầy rất mừng, rất hạnh phúc. Cái gì đấy là cái mà các em phải tự học, tự nghiên cứu, là phải suốt đời. Em như vậy
chủ thì thấy các em có cái giọng rất tốt. Mấy câu đầu thì thầy thấy nó có vẻ ca trù. Nhưng mà sau này thì các em ca trù đó thì chắc chắn là phải là tròn vành của chữ rồi. Nhưng mà nếu mà nếu mà quan họ thì cứ hay là hát chèo vậy đó là ý ở thì cái này là phải cứ ở thì là nó phải lấy máy ở trong cái cổ họng của mình đấy và phải nâng miệng đấy, chỉ là nâng mở miệng ra, tức là mở miệng ra nói, không mà khi mà mình nâng miệng vào thì cứ lấy máy. Và cái này là rất là khó. Thì từ thế là cái một vài câu đầu thì em làm được, nhưng mà sau thì em quên mất phải không? Và nên nhớ là cái ca trù đó thì không phải chỉ hay ở cái đàn độc đáo mà chỉ có mình mới có, mà cái hay của nó đó nó có nhiều điểm lắm. Một trong cái hay đó là cái người khác đó, nó khác với lại cái khác phương Tây opera há miệng ra và vật đấy nó bị khác khác mà vẫn tròn vành có chữ. Nữa là cái khách, em thấy là em có nói là hai cái người khách ra đấy thì thông thường là vậy, nhưng mà người ta sau này đó thì em thấy rõ là nó cái cổ khách đó thì cái khách mà cái đó thì để dùng cái dùi tròn, nhưng mà khách con đó thì là và các thế là nó có đặc sắc nữa đó. Và các em cũng nói đó là có một cái sự giao lưu giữa người với quan viên và người nghe và người hát. Cái quan viên đánh trống, cái đấy đánh trống là cái người mà là người thị giả, nhưng mà lại giao lưu với lại người khác và người đàn. Và ba cái tuy là ba nhưng mà nó quyện vào nhau, nó cổ khắc cổ đàn cổ trống nó phải thể nhịp nhàng quyện vào nhau. Và trên thế giới chưa có bao giờ có một cái loại hình như thế cả, nó độc đáo ở cái điểm đó. Em cần phải lưu ý cái tôn trẻ đấy. Thì mấy cái điều mà có rất nhiều những cái gì mà em muốn tìm hiểu một cách sâu và chắc đó, thì cái cách để hướng dẫn, tức là em phải là tư học của nghiên cứu, em sẽ làm tròn cái nhiệm vụ sứ giả sứ giả của văn hóa Việt Nam, sau đó có âm nhạc Việt Nam đấy. Cái tin như thế. Thế thì bây giờ thì em đến cái phần mình thì nghĩ rằng là thầy mong các em sẽ đồng hành khi thầy đi nghiên cứu về ca trù, thầy mới khởi xướng và hát thơ. Hát thơ từ là ca trù là và hát thơ theo cái điều ca trù. Nhưng mà cái hát thơ thầy đưa ra mà thầy giáo sư Trần Văn Thê thì đấy là một cái sáng tạo tuyệt vời và giáo sư Hoàng Nghĩa Mai nói là nếu mà em hát thơ vào trường học thì là một ý kiến cực kỳ hay, nhưng mà gần 10 năm nay thì thấy là chưa có đồng nhận gì cả, nó hay như thế, nó tuyệt vời như thế, nhưng mà cái em hát thơ vào trường học thì chưa. Mặc dù là thầy có đi vào trường học và một số trường học như là Trần Đức Trang ở Đồng Nam hay là Ngô Sĩ Tiên thì học sinh rất thích. Ví dụ như là trước đây cái chương trình chưa có cải cách ấy, thì như lớp 10 để nó học bài phú mà phải đặt ra thầy cho hát thiệt phú cái quái ấy. Hay là bài hát học bài đi bàn để cho hát ca trù, hay là kiều hay là ca dao để cho hát rất là nhiều sơn ca.
và Kiều thì đã có hàng chục cái chương trình hát thương Kiều, và Phương Nam Phim đã giới thiệu một cái băng là hát thương Kiều hơn 30 làn điệu dân ca, tức là Kiều được hát quan họ hát hát chầu văn, hát chầu văn Huế, hát bài tròi, hát bài tử Nam Bộ, riêng văn hóa của thế hệ của thanh niên thế hệ học viên 60 với lại thanh niên thế hệ học viên 30 và trong đó là nói nhiều nói cái xuyên đó và thầy giàu khi kỷ niệm hai sinh nhật, sinh nhật 90 nhưng mà cái đây 10 năm thì đem cao trường sống ở Sài Gòn. Đẹp chưa? Thế bây giờ thì thầy mời cô nhà thơ Mai Trinh cho con nghe, thì bây giờ cho em nghe hay là hát thơ gì đó thì cô xin mời cô. Damn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em đọc đến thì bé ngoan rồi bé chơi. Ví dụ như bé chơi thì là tôi nói là chơi toàn những cái trò dân gian ấy. Ví dụ như là ăn quan, rồng rắn, rồi là tập trận từ lâu, để kéo co, để bắt vịt, rồi là xanh, là gì đó. Trung thực thật thà, không biết em là những cái bài khác thì tôi đề nghị là các cái điều nào rồi ngay rồi đến đây ngay quá à, thì nghĩ là thưa thầy, thưa cô và thưa chị và các bạn, vừa nãy em nghe cô hát cái bài đại nhân nghĩa trí, đại nghĩa trí nhân, thì cô có hát cái lời đầu là con cò có bay lại, thì thực sự là em lại nhớ đến lời du của bà em ngày xưa du em ạ. Cho nên là em cũng xin phép cô, em xin phép thầy cô anh chị các bạn thì em xin hát lại một chút về cái giống như mà nãy cô hát ạ. Em cũng mới tập từ giờ thì bắt đầu ạ. Lúc nãy nghe bạn Quanh hát ru mình cũng bỗng nhớ mẹ đó. Mình nhớ lại cái ru mà lúc nhỏ mẹ mình hay ru mình ngủ. Cho đây mình xin ru cho các bạn nghe thử nha. Nhưng mà chắc hẳn các bạn không ngủ đâu. Thì hát không được hay lắm, nhưng mà cũng mong mọi người cổ vũ.
Oh, many.
Rồi, có em đi, bảo anh rồi, có gì liên hệ với
Rồi cái số điện thoại của thầy là 0908254574, các tiếng người là không. Rồi 0908, bây giờ lúc chuyện. Xin cảm ơn thầy đã có những tin hay gì đại diện cho lớp. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với thầy. Thầy đã bỏ cả thời gian quý báu của mình để đến đây để truyền đạt cho ta những kiến thức thật là bổ ích. Và một lần nữa, không có lời nào hơn là lời cảm ơn chân thành nhất của em dành đến thầy và dành đến cho cô Mai Trinh, người cũng đã hết sức là tận tâm trong cái vì nghệ thuật ạ. Xin cảm ơn cô và cảm ơn thầy rất là nhiều. Và em có gửi đến thầy này ạ. Xin mời. Bây giờ là ý kiến, một ý kiến của một... Em chào thầy ạ, chào cô, chào tất cả các anh chị. Lớp CVI 108, em là một sinh viên của lớp CVI 109. Và sau khi đăng ký vào môn học này thì em rất là vui. Em tưởng rằng mình sẽ rất là lạc lòi, lẻ loi ở trong một lớp rất là xa lạ, nhưng không, đó là một sai lầm. Em được mấy anh chị rất là thương yêu và giúp đỡ rất là nhiều. Em rất là xúc động, bởi vì khi học môn học này em cứ ngỡ rằng lịch sử âm nhạc truyền thống Việt Nam, thầy đã khơi trong con người của chúng em một sự lãng quên về một cái nét truyền thống của Việt Nam mà giới trẻ của chúng ta hiện nay đang nước qua và bỏ nó đi vào một góc. Và thầy đã khơi lại cho chúng em những cái tiềm thức mà vốn có. Thầy đến với chúng em không chỉ là một đơn thuần là một vai trò là một thầy giáo chỉ đứng chỉ thôi, không, thầy đến nó giống như một người cha, một người anh của chúng ta đến để chỉ cho từng cái. Và thầy cảm ơn thầy rất nhiều. Và em cũng cảm ơn cô đã tới tham dự cái lớp của chúng em. Và cảm ơn tất cả các anh chị đã giúp đỡ em trong môn học này. Và đó là một hành trang. Và môn học này sẽ là một môn học mà đáng nhớ nhất trong cuộc đời đi học của em. Em xin chân thành cảm ơn thầy. Yeah.
rồi. Cho nên em mà có để anh bù cho những gì mới là càng nhanh nữa. Có cái giống vậy. Gừng với rượu trắng. Làm nước gọi nữa. Dạ đáng rồi quá. Để xong bỏ cái bắp đó vào. Tại sao biết không? Lấy cái bắp đó. Chị đi á. Tức là như này á. Mình đốt được 3 ngày. Mình mua về không cần rửa gì. Không cần rửa. Tức là lấy thế là mình rửa nó đấy. Cho nên là nước rất là hạn chế. Tức là như vậy. Có 3 ngày về sạch sẽ rửa lại. Xong đun nước sôi đi. Rửa đi. Nước sôi đi. Cắt chữ 3. Đun nó bắt đầu hơi. Chữ 3 chơi á. Giờ dạ, tính học nghề về Dung, tính học nghề cô về làm nội trợ đó hả? Lần này làm ô xin chuyên nghiệp xin cho về về hưu rồi mới được làm ô xin đó cô. Ô xin cho trong nội trong ngoài. Dạ. Nhưng mà đây mà con phải làm từ nghe nói là đã ngắn rồi là giờ đã rồi con đi ngắn người bạn gì đó được tôn vinh không tôn vinh nhiều quá mấy người á mấy người à ta không một nghìn lấy cái gì gì sau này một nghìn gì nhiều không cái đó em cái đó em lên trên xe em tổng thể cũng được em nói là cái đó cũng có cái tiền mới người ta em có cái tiền trừ em lấy cái tiền trừ em mở miệng tôi ra nói em có cái tiền mới. Chị Kim Dung là theo Phật tử đó, chị hay đi qua đây mới sinh phẩm. Miết Kim Dung, Phi Kim Dung như thế này. Miết Phi Kim Dung. Sao em kiếm chưa thấy ta? Bên đây này. À, nó, Kim Dung đó là nó có một cái quà kiếm. Thầy Hệ kia, thầy Hệ vẫn có đen kia. Thầy này này. Nói gì, đi Kim Dung, không có gì. Sao Kim Đức mà? Đức thì nó mới có cái quà kiếm của nó. Kim Dung hay là Kim Dung? Kim Dung. Tôi là Kim Dung. Kim Dung. Kim Dung. Kim Dung. có chân nữa thầy. Thầy nó máy nó nhỏ quá này hay bị chung. Thank you.
Ông nói tôi lại sực nhớ đến đó cái cô giáo dạy anh văn ấy. Hôm nay cô dạy các con chia động từ tu ba. Ờ chụp luôn thì quán vậy đó. Không lên chụp thế đó, không mời thầy quán. Bây giờ này còn đây, đứng xa xa em chụp cho thầy khoán đăng ấy thì gửi toàn thế giới khoán. Không để ông ấy thích quay phim. Được chưa? Thấy hết chưa? Thấy cả Tuấn rồi chưa? Cái ngày hội ngộ toàn cầu đó, ở Cali. À, thì thứ nhất là giới thiệu là trong phòng chức bảo, từ Mỹ. Phải không? Dạ. Rồi là Trần Nam Bình thì từ Úc. Phải không? Rồi thầy khoáng thì không có dư không bảo là người Việt gốc Mỹ phải không? Có bảo thế thì mà người những người mà đi dự nữa đó thì ở Việt Nam thì có một là thầy gì hay là thầy Lạc đâu? Rồi tới Thủy Anh đâu? Dạ em đây. À đến Tuấn bảo không? Dạ em rồi. Đến Tuấn đây rồi đến Ngọc Thanh đâu? Ngọc Thanh rồi sau lưng. Và hình như có vậy thôi bảo không? Dạ. Chứ bây giờ thì coi như là cái hậu hộ hộ không? Thì yêu cầu những người dự đất thì phải báo cáo lại xem cái hội hộ làm sao. Rồi. Và bây giờ đấy thì ông kể một câu chuyện gì vui nhất. Ờ. Thứ hai đó là bây giờ thì tôi có đề nghị là hậu hội ngộ từ nay mà suốt cho đến này 45 năm thì 5 năm hả? Là 5 năm nữa. Thì bây giờ thì đề nghị là chúng ta nên làm gì trong 5 năm đó hậu hội ngộ. Thì ít nữa lại có hậu hội ngộ của 50 năm đúng không? Thế thì tôi đề nghị như vậy thì thứ nhất là cuối cùng thì thầy gì sẽ nói, sẽ phát biểu, nhưng bây giờ là ưu tiên cho những người mà từ Úc, từ Mỹ về đó thì nói. Xong rồi ở đây đó là chúng tôi sẽ góp ý. Và ưu tiên là hai cái ông này đó, từ cái hội nghị hội ngộ đó thì sẽ phát biểu ý kiến. Nhưng mà cuối cùng nhé, để các người khác ở đây nói đã. Đồng ý không? À, và như vậy thì bây giờ thì Trần Lâm Bình được trước đây không? Đấy, bây giờ thì em hơi lạc đề một chút đấy. À. Em hơi lạc đề, đúng cái này rồi em hơi lạc đề. Sao? Vâng, và kính thưa tất cả thầy cô, các bạn trong đấy. Trước hết em xin, chúng em xin cảm ơn thầy Nhã, thầy cô Văn Đoan. Chúc em được học mặt, trong không khí rất là thân mật và thoải mái. Cảm ơn thầy cô. Thực ra, em đúng em được tham dự ngày 1 tháng 10 bốn năm ở đây, cho nên hôm nay là ngày đối với em là ngày mừng được hội ngộ là bốn năm làm ngày lớn tốt tại Việt Nam. Đấy. Nhìn xuống thầy cô thì chúng em vẫn như là lời giảng bài cũng văn bản bên tai, nhìn thấy các bạn thì đúng bạn là một hội trợ nên chúng em rất là hạnh phúc được gặp gỡ lại trong một cái chuyến này. Xin cảm ơn thầy cô. Thì 45 năm thời gian dài và chúng em được quá nhiều những điều mẫu phục vụ rất quá nhiều các thầy cô và tất cả các bạn bè nữa, cho nên không biết đó nào là cái để mà cảm ơn thầy cô mà
vọng là chúng ta cũng tiếp tục, chúng em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Đức tương thân tương ái, 5 năm nữa chúng ta lại còn hội ngộ, còn đông đủ hơn nữa, vui vẻ hơn nữa trong tinh thần của chúng ta. À, lúc nãy đó thì thầy có nghe Thủy Anh nhé hay là ai nói về cái Trần Lâm Bình ai nhỉ? Nói về gì nè? À, tức là nói là Trần Lâm Bình là dự cái hội bồ ở Cali nhưng mà chưa có hội bồ ở Việt Nam. Em hả? À, thì em thì tại em là nhân vật của năm nay. À. Thực sự thì 45 kiểu mẫu của Đức em có mặt tham dự ở Ân Thánh 40 năm nào Đức đúng nha, 35 năm kiểu mẫu của Đức em dự đẹp lại trên tổ chức thì năm nào cũng đi dự 35 năm 45 năm là fan năm nào thì chắc em sẽ đi Việt Nam. Thế vì cái chân bây giờ là bên em Bình nhé, Ngân Bình nhé thì nó là khóa 4 và cách đó là như vậy em nói là có mấy tổ chức 40 năm. Dạ thưa, cái hồi đó là còn chưa có khóa nào, còn của ban tổ chức đại diện khóa. Rồi thế thì như vậy tức là anh mình là chưa có dự với một khóa nào nữa, không dự khóa nào đó là cái gì năm tới em xin cố gắng thay đổi năm tới là khóa nào khóa nào em quay đi nha. Dạ sang năm là em rất hy vọng là thấy nhớ nhắc mà Như Nguyễn. Thế thì mình sẽ nói cho bà hỏi bây giờ nói không sao làm sao. Dạ thì bây giờ là theo cái sau khi hoàng hậu hội ngộ ở San Jose thì là khóa 1 có trao cờ luôn luôn cho khóa 2. Dạ phải là em đấy. Vâng, thì bây giờ trong nội bộ khóa 2 đó là đề nghị là sẽ tổ chức ở San Jose năm 2012. Dạ, nhưng mà cái ngày tháng thì em chưa quyết định được, tại vì em á thì em đề nghị là xin đổi học mặt ở San Jose vào mùa xuân khoảng tháng 4 hay tháng 5, tại vì mùa xuân nó cái ngày nó dài hơn thầy, thành ra thì mà cảnh ở San Jose cái mùa xuân nó rất là đẹp, rồi mình đi chơi sẽ được lâu hơn, cái tháng 10 đến 5 giờ là nó đã tối rồi, mình đi đâu mình cũng phải vội vã đi về. Dạ, thật ra bây giờ cái ngày tháng thì tụi em chưa quyết định, nhưng mà tụi em biết tháng 2 sẽ được ở San Jose. Dạ, còn cái vấn đề mà ăn ở San Jose đó là chúng em cố gắng tối đa để cho mọi thành viên đến mà không phải chi tiêu nhiều. Chỉ cần cho em máy bay, rồi, thí dụ đồng thời nhưng mà em cũng sẽ lo để kiếm những cái khách sạn, còn hai khách sạn mà giá rất là phải chăng để cho những thầy hay những bạn nào mà thích sự yên tĩnh hay là thích cái riêng tư, sự riêng tư. Dạ, thì ấy, nhưng mà tụi em, chúng em đã đồng lòng ở San Jose là cố gắng mời tất cả thầy cô và bạn bè tới nhà chúng em. Rồi. Xin chân thầy chỉ nhé. Bây giờ là 2012 đó thì tí nữa khóa 6, khóa 6 đâu, có không? Khóa 6 không có mặt đấy, nhưng bây giờ này khóa 5 thì tính là nếu mà sang năm đó thì em có ý kiến gì về như là Phật Hồng ở Mỹ Phật Hồng sao? Dạ, ở đây thì em cũng xin thưa với các thầy cô và các bạn là hôm nay cũng có Cúc, Bạch Cúc là cũng vừa rồi đi dự cái buổi họp mặt ủng hộ bên Cali. Thì bây giờ hôm đó thì Cúc có đại diện cho khóa 5 là mời tất cả các anh chị cô bên đó để về dự cái tiệc họp mặt cho tụi em, mà khóa 5 sẽ dự kiến là sẽ tổ chức năm 2011. Có những tiết mục rất là hấp dẫn. Thay đổi. Dạ, có dạ, gì? Dạ, tháng 10, ngày cũng vào cái ngày chắc là 19 tây tháng 10 là bị già thì cũng nhận. Bây giờ cái này là đề nghị thế này nhé, là từng khóa một đó thì các tổ chức thường xuyên hàng năm rồi, nhưng mà còn có là hội ngộ toàn cầu đó. Thế thì em các em tính như thế nào về cái hội ngộ toàn cầu, khóa 5, khóa 6 hay khóa 7, khóa gì đó, thế thì khóa 5 mới tính nói là dạ thầy ý thầy là muốn nghĩa là mời đến sao đấy em thầy đó tức là mời đồng nhà nhá. Ông có ý kiến là ngồi đó ở Việt Nam đó, cái ăn cái bát ăn nè.
đi đã mời rồi đó, không cưới thì phải tới 5 năm. Dạ, đã có khổ bây giờ chạy rồi, chạy đua theo thời gian này tập trung mình khoảng 2 năm. Cũng có thể sau nó sẽ rút ngắn lên 1 năm. Thì nó chắc không nổi đâu. Còn còn thì mình lúc đó là mình còn sức hai còn sức. Khi kiếm tập tập sự em cũng dự định 5 năm, nhưng em thấy 5 năm lâu quá. Về cái hồi hồn mà hả, chị em thế nào? Dạ, tiếng em là tiếng thầy cô. À, thì em xin nói một vài cái cảm nghĩ của em thôi. Thì phải nói rằng là cái hội mùa toàn cầu vừa rồi của các bạn ở bên Cali tổ chức đối với em rất thành công. Bởi vì theo như em được biết là hôm đó là khoảng là 240 người. 240 người thì coi như là đông lắm, đông nhất. Thì đó thì Mai nói là mấy trăm người trước thì chỉ vừa vài chục thôi. Nhưng mà đông như vậy thì theo em được biết là sở dĩ là có một số bạn ở lúc đầu á là tức là có một số bạn quen em á thì là lúc đầu á là chần chừ không biết là có nên đi dự hay không, nhưng mà sau nghe nói tới hội mùa toàn cầu thứ hai là có phái đoàn của thầy cô các thầy và các bạn bên Việt Nam sang là họ cố gắng sắp xếp để mà họ mặt tại những có những người bạn mà cũng mấy chục năm của em chưa gặp lại. Cho nên là kỳ vừa rồi rất là thành công, và em cũng xin nói với thầy cô và các bạn nào nếu mà chưa đi thì phải nói rằng là cố gắng sắp xếp, bởi vì thật sự tình cảm kiểu mẫu bên kia các bạn đối với hai thầy cũng như là tụi em ở Việt Nam qua hoặc là những bạn ở nước khác tới thì phải nói rằng là rất sâu đậm, rất chân tình, và phải nói rất là mấy bạn làm hết mình. Bởi vì theo em được biết á là cái khoảng thời gian mà mấy bạn tiếp đỏ cả đãi thì nó vẫn rơi vào cái những ngày đi làm việc đó thầy, cho nên là có những bạn là khi biết tụi em qua là họ đã đăng ký xin nghỉ phép từ 2 tuần 1 tuần 10 ngày để gặp các bạn bè và thầy cô cái đợt một người vừa rồi, mà ở bên nước ngoài mà cái chuyện mà xin nghỉ mà để mà đi chơi với nhau đó là họ rất quý mình, họ mới làm được cái chuyện đó. Nếu thật sự cái chuyện mà đi nghỉ nguyện thì khó mà kiếm lắm, ít khi nào hoặc là có cái chuyện gì đó thôi, cho nên là tụi em cảm động vô cùng. Cái thứ hai là quý thầy cô nào mà chưa đi thì nói cho tụi em nói là nên đi, có thầy như vậy nên đi, là bởi vì là có những thầy cô là có nhiều, em nghĩ không biết, có một số thầy cô lớn tuổi nhiều khi là biết có điều kiện được không, tới lần này cái cảm xúc nó vẫn còn, không còn, bởi vì các bạn đón tiếp của em rất tốt, rất hay, và nhất là cái hội ngộ này, cái đêm đó cảm động vô cùng, và đặc biệt cái khóa một của em là đông nhất, 58 người, và cái lớp của em là hay nhất, là lớp này hay nhất là có cả giáo viên chủ nhiệm đấy, nên là tung hê thầy Lạc lên, là rất là vui thầy, và cái năm 2012 thì khóa 2 tổ chức, bởi vì khi mà em qua bên kia em trao đổi với mấy bạn ở bên kia thì phải nói là những cái hội mặt từ trước đó, là mấy bạn không em xin kể lại để cho các bạn quý thầy cô và các bạn thấy được cái tình cảm kiểu mẫu là đã làm cho các bạn ấy, người ta cố gắng đến mức nào, tức là không có đại diện khóa cũng như là không có chủ trì gì hết, mà ai thích thì tình nguyện làm, không có ép thì ai thích thì tình nguyện làm, cho nên chính vì chỗ đó thì ví dụ như Xuân Hồng nè, Thúy Mai nè, có nghĩa nói là tất rồi rất nhiều Thúy Hằng hay là Phương Thảo, tức là những cái đợt mà ngồi vừa rồi tất cả các bạn đó là cùng làm với nhau, cho nên khi đó thì em có nói với Mai là nếu mà làm như vậy thì nó cũng hay, nhưng mà có thể là chỉ có một số người rất là mệt, bởi vì qua đó rồi thì em mới hiểu rằng là cái khoảng cách mà của các bạn nó không như mình, tức là mình ở đây mình gần mình kêu nhau rất là dễ thôi, còn cái bạn kia là có những bạn ở tiểu bang rất là xa, nó đi phải mấy giờ máy bay mới đi về đó. Cho nên là ở Cali là các bạn Cali là ở Cam là San Jose hoặc là San Diego hoặc là San Francisco là mấy bạn đó là tình nguyện, coi như là thiện chí rất là cao để mà tổ chức những cái họp mặt. Cho nên là phải nói là sự đóng góp của tất cả các bạn, trong đó có Xuân Hồng mà phải nói rằng là chúng ta rất là ngưỡng mộ đầy hơi và đau. Cho nên là khi mà qua đó em thấy các bạn tổ chức chu đáo mà hay lắm. Và
cái tình cảm mà các bạn dành cho phía thầy, cũng như là cụ thể là thầy là cảm nhận được cái điều đó cho học trò đối với mình, cũng giống như em là cảm nhận điều đó của bạn bè đối với mình, cho nên em nói là không có quý đâu bằng cái tình cảm, cái tình cảm mà em có thể chỉ tạo được hết những cái cảm nhận. Vì vậy em mong rằng là cái 2012 này thì các thầy cô từ đây tới đó cố gắng tập sức khỏe, tại vì em cũng có cái đi chuyến bay dài lắm, mười mấy tiếng đồng hồ ngồi đi quải đó, nhưng mà rồi cái là sắp xếp để mà đi được qua bên đó với mấy thầy cô với các bạn sinh viên kia mừng lắm. Em biết là cái cảm nhận khi nghe tin thầy làm cái gì qua được ở Việt Nam, qua được thấy bạn rất là mừng, có bạn nói nghe được tin các thầy qua được em mừng lắm, tức là em hiểu được cái tình cảm nó nào. Rồi 2012 còn có cái đặc biệt nữa là khóa 1 cái kỷ niệm 60 năm cuộc đời. Thì em đang tính là chiêu chuộng các bạn nó về đây, nhưng mà không biết là có về được hay không thì em chưa biết, là bởi vì đang bàn thảo với nhau thì lại kết vô đúng cái năm của khóa 2 Nhật để tổ chức đăng cai ở San Jose thầy, cho nên là chưa biết là sao. Tuy nhiên bây giờ thì là nói như mình nói là khóa năm đó là sang năm 2011, thì cái hôm mà họp mặt hội nghị toàn cầu á, thì cái này là của tụi em chứa lên phía trong bàn tổ chức cái chương trình là không như kia không hình dung được, thì em có nói là cho một cái muốn để mà thứ nhất là khóa bốn chào, tại vì em cũng có báo cáo, không phải là báo cáo mà em cũng có kể chuyện là khóa bốn này các bạn hôm nay làm cũng rất là hay, 45 năm là đánh dấu một số cái chặng đường của trường mình, các bạn tổ chức cũng rất là tốt, và có một số vài lưu niệm tự tặng, thì tiện thời em cũng giới thiệu như thế nào, thì bà Trúc có lên là cũng mời quý thầy cô và các bạn về. Tất cả các bạn khóa năm rất là phấn khởi thầy, cái đó là cái chi tiết mà ngoài chương trình phải ủng hộ với mình. Sau khi đó thì bạn cố gắng thay đổi chương trình. Thì đó là chị muốn nói rằng là chị muốn nói rằng là khi với chương trình đi ra hội ý với nhau thì chị biết là Thúy Mai nó thầy nhớ là nó có cặt kẽ từng giờ, cho nên là khi mà em giới thiệu như vậy thì phải nói rằng là cút lên là khóa năm cũng rất là đông, mà lên là em còn nhớ là bạn gì Hoàng Quý hả, Trinh gì đó, Quý mà con không rồi cái cô gì mà lên mà cầm hai cái gõ à, Thanh Quý thầy biết nó lên nó vui lắm, nó cứ nói là về tức là khóa năm mới đó là người ta rất là thích, và khi mời như vậy thì quý thầy cô và các bạn bên đó cũng đã nhận cái lời mời của khóa năm rồi. Thì bây giờ chỉ có một cái là Xuân Hồng và mình đó, thì các bạn về để phổ biến lại cái chương trình đó, và kế hoạch mà đi thì theo mình được biết là cũng phải lên mấy tháng, cho nên là bây giờ cái đó thì các bạn về mời quảng cáo thêm lần nữa. Về bên này thì theo như em được biết cái chương trình của khóa năm thì sau khi mà họp vừa rồi xong cũng khóa bốn là khóa năm họ đã bắt tay vào việc rồi thầy, và em cũng thấy là khóa năm là rất là mạnh từ bên kia qua tới bên này. Với mình đừng quên là 21 tháng 12 năm 2012 là gần thế. Cho nên ta nên đi chứ. Là vừa rồi chị anh cũng đã nói hết ý rồi đó. Thì tụi em thực ra là cũng đã có lời mời của từ bên đó, nhưng mà bây giờ sẵn thì có anh mình và có chị Hồng đây, thì thôi em cũng xin nhắc lại cái lời mời đó, tức là mời tất cả các anh chị các khóa về dự cái khóa năm, cũng như là của kiểu một nước Việt Nam, để mà nếu mà càng đông thì cái ngày hội thể chúng ta nó càng có ý nghĩa. Có lẽ thầy sẽ nói tiếp ha, thầy sẽ cần được chút xíu thôi, được 2 phút rồi, rất nhanh. Thì thầy sẽ nói, em nghĩ là buổi còn ngộ tại phần đầu tại Cali vừa qua nó thành công nhiều chiều tiết khác nhau. Thì thầy nói đến số lượng người rồi, nhưng mà các người khác nhau, các câu hiện sự ký từ mỗi lần món khác nhau hết. Và đặc biệt đối với em là ở đây thì mình thấy các bạn anh chị có 1, có 2, có 3, có 4, có 5 lần, nhưng có cả 5, có 6, có 8, rất là đông.
và rất là vui, không chừng còn vui hơn là các anh chị kia nữa, tìm thấy cái tinh thần kiểu mẫu không phải chỉ là những cái khóa lớn mà mấy em khóa nhỏ cũng rất là mạnh, và anh thấy là tương lai thì mình cuộc sống sẽ rất là vui với các bạn trẻ hơn như vậy. Tôi thấy có một cái ý mà rất là hay cái này này, tức là khi mà tình hình của kiểu mẫu như vậy đó thì là một số các em đã rất tích cực một đó là thành lập cái ban tổ chức đó, và thứ hai là cái giải phẩm đó, thì mà tôi đi cũng một số nơi vậy đó, thì cái hay của các em là có những cái em mà trước đây là cũng hơi quậy nhưng mà trở thành những cái người mà rất là dễ thương và lại tổ chức rất là hay. Và như vậy thì thế là cái tương lai kiểu mẫu quá hay thì đó, quá tốt, tức là quay mà cuối cùng là rất hay. Chỉ được nói đến những người mà là không quảng cáo, và như vậy thì hy vọng là nó sẽ phát triển nhiều. Thì đề nghị cái này nhé, là bây giờ thì trong và ngoài đều có khóa lo rồi, chỉ cần cái năm nay đó là bên ngoài đó là tự xung phong thôi, tự nguyện thôi đó, và toàn những cái người mà không phải là như thì nói đó, tức là người mọi người biết hay là tích cực từ trước, hay mà còn nhỏ nhỏ mà từ cái khóa 9, khóa mấy đó, mà cũng là tham gia rất nhiều như vậy. Vì vậy cho nên là bây giờ thì mình đi vào từ khóa rồi thì nó có lẽ hết lúc bây giờ là cái trách nhiệm của từ khóa đó nó phải hay trong khoảng như vậy. Thì bây giờ thì nghĩ thế này nhé, là khi nào mà cái khóa nào tổ chức đấy đó, thì không kể là chắc nhất mà mình có khả năng và cơ hội ngộ và càng nhiều càng tốt chứ không cứ, nhưng mà đến khi mà chắc thì mình phải xuống nhau mình làm từ như là 45 55, phải không, để gì gì nữa thì xuống nhau mà làm. Nhưng mà bây giờ là nên bất cứ một cái khóa nào mà tổ chức đó thì càng hội ngộ và càng xung tụ càng tốt. Thế thì ở bên đó đó, cũng như bên đây đó, thì nghĩ rằng là bất cứ ai mà về cho biết đó thì bên hai bên đều lo và mọi cái vấn đề nghỉ và từ chỗ ở đấy một ăn cái thời gian mà trong một buổi đi đó thì đó là một, chỉ cần là những người mà đi hay về đó là lo cái vé máy bay, đúng không, thì mình nguyên tắc như vậy. Và bây giờ máy bay thì kinh nghiệm của tín nữa thầy thì phải nói đó, thì theo một thời gian, và tôi đề nghị là các thầy ở đây ấy mà nếu mà muốn đi đó thì bây giờ mình cứ cần ghi sớm đi lý do này, và mình có một kế hoạch đúng không, để tốt cái số tiền thì nó mức độ thôi, không nhiều đâu, và như vậy mình cố gắng các thầy này tất cả nên đi gì đúng không, và những cái thầy mà ngoài cũng phải về đây cũng tiến giá của về thì cũng như vậy. Và tuy nhiên là các em thi đậu khẳng định tốt năm đó thầy khoáng ở đây không thầy má thế thì riêng ngay ở nhà tôi chẳng hạn đó thì sẵn sàng chẵn ở bên này năm lẻ ở bên đó thì sẵn sàng sắp xếp nếu mà các em sắp xếp được thì các em tổ chức như vậy nên làm một sự một năm ở bên Mỹ năm như này năm rồi là người ở bên đó rồi năm rồi rồi thay rồi mình về thì cũng giống như là các bạn bên đó khi mà mời dự của cái chương trình alo ba năm tổ chức á thì cái thì cô mà các bạn cứ lên kế hoạch nếu mà về lại Việt Nam mà có thân nhân thì thôi, còn nếu mà không có thân nhân thì cũng có các khóa sẽ khóa nào người ta sẽ lo cho khóa đó, như vậy thì rất là hay. Và chúng ta sẽ kết hợp, nếu mà đông thì chúng ta sẽ có tổ chức một tour, và cái đó thì như là cái khóa năm của bạn rồi có tour du lịch từ Bắc vào Nam, hoặc từ Nam ra Bắc rồi đó, thì mình kết hợp để có chỗ ăn chỗ ở cho các bạn bên kia họ yên tâm, tức là yên tâm ở bên kia, hoặc là với thầy nhà thì nhà mình cũng gặp với thầy đó, với thầy cô. Rồi, thì đấy là một cái ý, một cái ý khóa phái với này thầy gì của mọi người đó là như là thầy Tống có nói là mình làm sao mà mình học là cái trường là cái sống mãi, thì tôi nghĩ rằng là cái sống mãi đó đó thì có rất nhiều cái quỹ cũng như là cái học cái gì là một cái sống mãi,
nhưng mà tôi đang nghĩ rằng là có những cái thư viện về kiểu mẫu thì cái thư viện kiểu mẫu đó là một là cái lịch sử kiểu mẫu rồi nhé, cái học hành cái gì dạy học ở cái trường kiểu mẫu rồi nhé, nhưng mà tất cả những người kiểu mẫu mà có làm gì học gì ở ngoài đời thì mình cũng tập hợp để có cái tư liệu rất quý. Và mong như vậy mình xem nghiên cứu là có cái đó. Mà riêng tôi đó thì có một mấy em nó ở bên Mỹ đấy, nó làm một cái trang web là Thái Nguyên Nhã đó, Trái Ngọt. Thì tôi có một cái cục là kiểm mẫu Thủ Đức, thì trong khi chưa có một cái trang web nào đó thì tôi sẵn sàng đưa cái tài liệu đó lớp 9 về kiểm mẫu nó vào cái trang web của tôi. Trong tương lai chắc là đến ra Tết thì nó sẽ có đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái cách đó và xem sẽ có một kế hoạch thế nào mà cái admin đó từ cái đời này sang đời khác, cái đời của các em nó quản lý cháu mình nó quản lý rồi thì nó bạn nó phải không bà xã thì cho nó mình sẽ nghiên cứu bé nó xem giáo rồi những cái admin của từng đời một đấy, hết đời này tức là mình số 1, số 2, số 3 lấy như thế mình đôi lên đến đầu là số 2 số 3 tức là nếu mà số 3 mà không còn nữa thì có đôi lên rồi đó, và như vậy là hết đời này sang đời kia thì như vậy nhá. Thế cho mình cái đó như vậy. Còn bây giờ thì mọi người thì nói rồi, thì em rất nhiều cái từ ra thiếu nhiều nên kết đi xong ra đây. Bây giờ nói chuyện học được cái thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai thầy hai hai già này cứ đi hai chung việc của mình, tháng nào cũng đi theo ơn thầy già. Mà thì có cái trở ngại thế này là các bạn mà nếu mà đi ra nước ngoài á, ví dụ vé máy bay á, rất là khổ. Cực khổ là cái này nếu mình mua nó có liền đó, như ngày mai đi mua cũng có, nhưng mà giá nó rất bài. Thành ra cái chuẩn bị đó phải chuẩn bị trước cả 15 ngày.
là sau đó thì tôi qua bên Washington DC thì bên đó có em dừng lại lấy báo trước cho ta một tiền và cũng nhờ của mấy em cũng được xin được mổ tức là Tiền Anh người cháu thì quả rồi Tùng cái gì nữa là tàu cái gì nào Phương Mai Lý Mai Lý Tiền Anh Mai Mai em em tiền trần giống mà em thì có vài em dài thì đi thì một em hai ba bữa năm em hai bữa tôi ở bốn bữa cái này là đưa tụi đi sơ tụi tôi đi xuống tới sáng tám chín giờ phạt đó cho đi đi được đi hai giờ chiều với anh con ăn bữa vậy thôi rồi cái là chiều về với anh thì có đẻ cái mà về tới nhà đó là khoảng 10 giờ đến tử đi không đỡ rồi xong đó rồi tôi có xuống đi ở nhà em đi đặt thông rồi đi thông cũng nhà cũng rộng rồi em cũng là tình nguyện đưa đi chơi cũng nghỉ nhà cho được lễ cũng tình nguyện buổi sáng sáng nào cũng vậy tội nghiệp mà vợ sáng nào cũng cho coi đưa thầy trò đi ra bến xe metro thôi ăn nấu tám chín giờ nó đưa ra đó tụi tôi là kiếm chỗ ăn thì đại gái đưa ra xe bảy đô đi vô trung tâm dẫn đi bộ suốt thì ở New York thì không xe không quân không có chỗ nào cho nên là đi bộ nhưng mà một số rồi còn trước á đừng qua gặp Lý Đặc Thông nha Lý Đặc Thông là cho đi bộ từ sáng cho tới chiều mà không đi bộ không được tức là làm gì ở metro bến xe metro đó vô trung tâm New York rồi lên bến xe metro rồi là đi đầu hào đi nhưng mà đi giống như họ mình là đi chạy giống như chạy lục vậy đó mình đi thấy họ đi tại sao vậy mình cứ có cảm nghĩ là nó phải là một trời lạnh cho nên có thể là người ta thói quen là người ta đi cho nhanh họ về để tô trú ở nhà hoặc là vô siêu thị hay vô đâu cho nó nhanh là không ở về được cho nên giờ thành thói quen mà ra mà đứng mình dòm về mà không cứ đi ào 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 nghe động như vậy đó là như vậy là cái 10 giờ đêm á tụi tôi đi metro về chỗ đi ra cuối cùng mà giờ nhà không á rồi lái xe đó đưa 5 người đến nhà xe bên đó rồi đỡ 5 người biết sao rồi đúng rồi đốn rồi đốn về 5 người tụi tôi với ông Lạc rồi thông với hai vợ chồng của em đâu cái người nhung nhát dù xe luôn bây giờ nó có ý kiến gì vấn đề không tôi có hỏi nhé năm tới nữa bây giờ thế này là tôi nghĩ đó là mình cái những cái tổ chức mà tới mình cần có loại mình mở tức là có thể tổ chức hàng năm cái đó thông báo cho mấy em ở nước ngoài cũng như các giáo viên ở nước ngoài để người ta có cái thời gian có chuẩn bị có thể về ngay trong cái hậu ngộ của mình đây không gọi là toàn cầu nhưng mà cũng có thể gọi là chứ không phải mang cái danh toàn cầu rồi mới hè nhau mà về ví dụ là nên có cái mở đó nhưng trước giờ mình chỉ lo ngưỡng ở Việt Nam thôi ở nước ngoài thì kệ nó học đâu nó kệ nó thì bây giờ đã có cái khơi màu rồi thì chúng ta nên triển khai cái đó tức là năm tổ chức như thế đó phân định cái ngày giờ cho rõ trước ít nhất là 3-4 tháng lại báo cho các bạn bè ở nước ngoài ai chuẩn bị về được thì về bên đây thì cái khóa đó là chỗ ở nếu có thể không thì lo được khách sạn rồi sau khi làm mặt hết rồi á không lẽ mua vé cả ngàn đô la rồi về cái học văn để về hôm sau cái dù bay về Mỹ hay là bay về Úc không sau đó có một tuần lễ tổ chức một tuần lễ đi tham quan nước Việt Nam thì có thể chúng ta không có thời giờ một tuần cũng phải ít không có thể đi ra miền Bắc đến tối nữa chúng ta có thể đi từ Huế vào đây từ Hà Giang đến những cái điểm hoặc là đồng bằng sông Cửu Long để cho các em đó nhớ lại những khung cảnh của Việt Nam xưa và
để cho đi tham quan một cái số vùng mà ở Vang Đô mình chẳng hạn, để cho thấy những cái mở mang, những cái mà có trơn hay những cái mà chúng ta đã làm, những người dân chúng ta làm, không có ông nào, không có của ai đó. Chúng ta góp tiền vô, chịu đựng mang nợ, bây giờ chúng ta trả, con cháu chúng ta còn trả để làm những cái xa lộ, những cái vòng đai chẳng hạn, thì xem phải trong tương lai ta sẽ có micro, tức là xe điện thoại. Thế như vậy thì ở đâu đi vay không à, thành ra mình ta cho các em về sau hội ngộ thì các em bỏ một số em bỏ một gian nam dẫn bạn bè đi tham quan những cái đó, cái khu công nghiệp, những cái chỗ mà rất chưa, để các em thấy là đất nước mình có thay đổi. Chứ hồi đó các em nghĩ là từ mà cầu Sài Gòn mà đi lên tới trường mình hai bên là gì, đồng không? Bây giờ cam đi thấy như thế nào? Sao không? Xa lộ bây giờ mở ra 10 lạc. Xa lộ Hà Nội, xa lộ đang mở. Thì những cái đó là chúng ta cho các em những đường để bên ngoài đó. Bên bích, đi những nước Việt Nam. Thì không làm được cái bản chỉ dẫn. Không làm được. Cái trường gắn kịp. Có chứ, nó chưa. Mượn được cũng hay đó, thầy nói đi vay đi mượn để làm mà mượn được cũng hay đó. Giờ mình đi mượn nợ của bạn nào cho hết đi. Rồi. Không phải chứ bên Mỹ có qua Mỹ để qua vài chục năm nay, các em qua là mượn của người ta làm sẵn cho mình. Quan niệm như thế đó. Mỹ đó là cái không trên trời nó có xuống mà đường xá nó mênh mông rồi chạy xe ào ào này kia này, những cái khu vực như này mà nó đã xây dựng nó trăm năm rồi đó. Cái thấy mình qua là hưởng, không phải qua đó ta lòng sẵn là mình hưởng rồi mình rồi qua mới sướng ha. Còn Việt Nam mình bây giờ cực, bây giờ bụi bẩn tùm lum này kia rồi, công trường xây dựng chỗ nào cũng bụi cũng đất cũng đất, đừng qua về bên đó ở nước ngoài đánh đổi của mình. Chúng ta đang xây dựng đồng ý phải chịu hết buộc, muốn có cái nhà ở thì chúng ta cũng phải là đào đất, đào nền, đào móng rồi mới xây dựng. Bây giờ không ai cho mình cái nhà thì tôi mong rằng cái hội ngộ của mình hoặc là nói là truyền thống của mình đó, năm nay chuẩn bị thế nào để cho các em nước ngoài về càng nhiều càng tốt. Và sau đó thì cái ban tổ chức đó không phải chấm dứt cái hội ngộ trao cờ luân lưu rồi là xong, mà tuần lễ sau đó, 10 ngày sau đó là có chương trình diễn ra hướng dẫn cho bạn bè mình đi gần cũng được mà đi xa cũng được, biết cái đất nước như vậy là khoảng năm này các tuần này. Kế hoạch lớn. Hết năm là kế hoạch lớn. Phải nói là phải lên kế hoạch chi tiết. Lên không lên nữa. Hết năm là làm lớn đó. Hồ sơ á. Tức tốc á. Em không muốn làm dữ. Hết năm là lớn. Thì nắm rất rõ những chi tiết, những cái mà mà mục tiêu của nó là gì? Là qua Mỹ anh không được quyền ở lại. Đấy, cái ước vọng của tôi như vậy. Mà bông kèo hôm nay càng các em biểu mẫu càng đông càng tốt. Như là kỳ đô, cái đô vinh hạnh của hai. Giờ tới cuối đời không biết còn nữa không. Tức là đã gặp toàn trường. Toàn trường từ 45. Thầy hy vọng là
năm 2011 thì Phật Hộ ở đây Quan Nam Lo, 2012 thì San Jose đúng không? 2013 thì Trinh Sau bảo. Thì cũng làm thôi. Là một khóa ít quá thì mình nhiều khóa thì ít quá. Một khóa thì ông nói rằng là cứ chấm đi lẻ. Năm nay chẳng lẽ chấm năm lẻ. Năm nay chấm ra bên kia rồi, tháng cuối. Có lẽ ý kiến là chấm lẻ cũng hay mà các về trao đổi với các bạn đấy. Thì phải qua Mỹ ở. Hay quá mày. Sang năm là lẻ phải không? Thì năm nữa là chấm ở bên đó phải không? Sang đến 13 là lẻ ở bên này. Tức là theo thầy khoán đấy. Tức là thầy khoán đấy, phải không? Em cũng thấy là khi mà thầy Nhì nói thì em thấy là thầy Nhì cũng nói là được những cái suy nghĩ mà của tụi em khi mà ở bên Mỹ. Em cũng có cái cảm nhận là có một số thầy cô mình và một số bạn học sinh kiểu mẫu mình ở bên đó vẫn chưa hình dung được cái cuộc sống của Việt Nam hôm nay. Cho nên là em đề nghị khi mà tổ chức hội ngộ về họp mặt của khóa năm thì em nhất trí với cái ý kiến của thầy là sau đó mình sẽ tổ chức thành một cái tour du lịch cho tất cả các bạn nước ngoài và cả các bạn ở Việt Nam nào muốn đi theo thì mình làm mang tính cách chung toàn trường đó, thì như vậy thì nó sẽ vui hơn chứ rút kinh nghiệm. Tổ chức bên kia thì các bạn tổ chức rất là chu đáo, nhưng mà sau đó thì sau cái hội ngộ rồi thì đăng ký của khóa nào thì theo khóa đó. Thì giống như em đăng ký khóa 1 đấy, khóa 2 hoặc là khóa 8, tức là khóa nào theo khóa đó thì nó cũng vui, nhưng mà vì do cái điều kiện mấy bạn tổ chức lần đầu thì mình thấy được cái điều họ làm thì giờ mình bên này mình tổ chức lại tránh cái điều mà mình thấy không vui đó. Có nghĩa là đừng có để theo khóa, ví dụ các bạn thầy cô về Việt Nam thì sau khi mà họp mặt hội ngộ rồi, nếu mà quý thầy cô mình sẽ lên một cái chương trình khóa năm, sẽ lên cái dự kiến là sau hội ngộ đó là có những cái chương trình đi đâu, thì đó là không là dành cho tất cả các bạn nào ở nước ngoài, thầy cô ở nước ngoài về và các bạn ở Việt Nam mà muốn hưởng ứng đi theo là đi theo luôn chứ không riêng khóa năm. Thì làm như vậy em nghĩ là rất là vui, và cũng qua cái đó các bạn ở bên đó họ sẽ nhìn thấy được, cũng họ cũng hiểu được là hiện nay Việt Nam mình cố gắng xây dựng như thế nào, tại vì cũng có nhiều bạn cũng không hình dung được, chưa bao giờ về cũng không hình dung được. Dạ không, sao? Thì qua cái cuộc hội ngộ mà còn biết nhớ nữa, ta thì em cũng có thể gửi rất là kỹ để có rút ra cái kinh nghiệm, rất là đúng như ý của thầy chị, tức là làm sao mà mời các bạn nó về. Đầu tiên là xin mời và mục đích là mời cái dự hội cái hầm mặt tại Việt Nam xong rồi phải tổ chức cho các bạn đi thấy quê hương xứ sở của mình nó như thế nào. Thì có năm tụi em cũng đã lên cái chương trình ngay cái bữa mà bắt đầu là tháng 4 chấm dứt là tụi em đã họp rồi, thì đã họp từ đó tới giờ đã được 3 buổi rồi. Nói chung là thì bữa nay em cũng kể sơ cho các thầy với anh chỉ tụi em sẽ làm cái gì. Thì vấn đề đầu tiên đặt ra là vấn đề chi phí. Thì cái đó thì mình đã qua được rồi, và đã gần như là chi phí đã fix rồi và có đã có cái nguồn. Ngoài ra thì cũng còn không có ý nữa, các bạn bên đó thì nói mời hết tổ trưởng, mời hết tổ trưởng em, tụi em thì bữa nay phải nói em chịu, nói không có sao, không để mà mời hết tổ trưởng được. Và như vậy mình sẽ để lại cái gánh nặng cho ba sáu năm thành sai một thôi, như mỗi năm còn bao nhiêu thì bù. Nhưng mà em cũng xin tiết lộ thêm cái tiền đó nếu mình thu được sau đó thì em sẽ chuyển cho các quyền. Em chưa có thể dám nói được là cho quỹ của tập bao nhiêu, cho cái trường bao nhiêu, quỹ của tập bao nhiêu, em chưa dám nói. Nhưng mà cái kế hoạch đó là em sẽ nhận được. Ngoài ra hậu hội ngộ thì em đã lên được cái chương trình đi bao nhiêu ngày, từ đi có thể là đi Sài Gòn tới Cam Ranh trở về
đi Nha Trang trở về Nam Sơn, đi ra đảo, đi tiếp ra ngoài Huế để thăm Phong Nha, đi lên Hà Nội và đi về về Sài Gòn, tổ chức tiếp một cái tour nữa là Sài Gòn Phú Quốc. À, xong rồi thì những cái tour ngắn ngày là tour Sài Gòn. Và thì cái kế hoạch của tụi em là đầu tiên là khóa năm thì khóa năm Sài Gòn, ngoài ra thì sẽ mở rộng ra mời tất cả các bạn, các thầy cô anh chị về. Thì nói nếu mà tất cả về cùng với khóa năm thì tụi em lo không nổi, nhưng mà sau này em có trao đổi với những anh là khóa một để cho vàng mạnh thường quân ở đây có thể chứa được bao nhiêu người, khóa hai là bao nhiêu, và thầy cô thì thầy nào sẽ về. Về thì bây giờ em mới biết là nhà thì lạc rất là rộng đó. nhà thì cũng rất là thuận tiện đó. Thì em nghĩ là các thầy có thể giúp được phá năm không ạ? Thầy sẵn sàng thôi. Được thấy biết như này nè, thật ra đó thì mình qua bển là mình một con, nhưng mà cái các anh chị bên bên đó qua về đây, như các em về đây cũng một coi, người ta qua cùng còn gia đình, còn gì dựa, còn cô cậu, còn cái hậu hứng đó nữa. Thì ít có người một coi về đây lắm. Còn mình đi qua đó mình một coi. Không có một cái gì đó. Cái mà có một số các bạn đi cả một gia đình về, ít còn vài con xa thôi, nó không có liên lạc nhiều. Đây là điển hình. Dưới một cái nữa, như thầy gì, như thầy thấy, tức là thấy suy nghĩ của các người ở bên kia khác cái suy nghĩ của bên mình. Có thể là do vấn đề thông tin, do vấn đề ít có đi lại. Tại vì thường thường đa phần người Việt Nam chỉ là báo tiếng Việt, là chỉ là báo từ các phi của các siêu thị. Thành ra những cái nguồn tin đó không chính xác. Một vấn đề nó sẽ suy diễn ra nó như thế nào đi. Khác đi. Thật tin là em đi rất là nhiều lần thì cũng thấy được cái đó. Em cũng muốn là giới thiệu cho các bạn thấy. Không phải là em là người sáng, người đáng nhiên, nhưng mà em nói đi Việt Nam bây giờ là bây giờ dĩ nhiên không cái phải. Và cũng là Việt Nam nó bị bụi bặm, đường xá bị đào lên đào xuống. Tại sao? Là tại vì từ Pháp tới giờ cái đường cống không ai phải làm, bây giờ mới làm. Trong cái ngành của tôi em biết những cái đường cống phi lớn thì tới bây giờ mới làm, từ trước đó từ bắt buộc rồi. Nước nó có thể vàng cũng thế này, tại vì bây giờ nó có những đường cống phi 200 rồi, bây giờ sắp sửa nối vô, ngày hôm nay là nối vô đường cống phi 200 đó, thì nó sẽ có những cái đó. Thật ra em cũng dẫn các anh các chị các bạn về, em đi coi quá phố bốn mươi thân, cái dùng ngày hồi xưa là mãi sao không làm được đó. Những cái cầu của Mỹ không làm được là phải như thế nào, nếu mà không về địa chất cũng như quá xấu mà không có những kỹ thuật mới thì không có kỹ thuật. Thì em cũng biết thì cầu như cầu Nguyễn Nguyễn Hữu Cảnh rồi Hầm Thủ Thiêm là làm sao dẫn dắt về như thế nào, rồi khu ở bên bên Gò Vấp và Đất Môn bây giờ người ta phát triển tới cái đâu đó, rồi khu Cát Lái đó, qua thị Cát Lái thì người ta làm đường dọc đường tránh như thế nào, nó cũng có già bao nhiêu tiền, và cái tiền đó là bây giờ như metro thì phải tốn bao nhiêu tiền đó, là hàng metro đó là tiền đó đâu ra, tiền cũng tiền quay như này. Quay thì phải trả, ai trả, đời mình không trả được, đời này không trả được, đời em không trả được, mà đời con em cũng chưa chắc cả xong phải đợi để cháu đổi. Thì nó để cũng muốn trình bày cho các bạn khi về Việt Nam sẽ thấy. Thì tôi cũng nghĩ thế này, ở Việt Nam thì thấy là ngay cái sau khi họp mặt ở vừa rồi thì cái khóa 6 á, nó đã họp từ đấy chuẩn bị cái lần đó rồi. Này em phải nói là chuẩn bị trước rồi. Và nước ngoài nó làm sao cũng như vậy đó. Khóa 2 rồi chứ bây giờ khóa 3, tức là khóa 5 đang chuẩn bị. Mà thầy biết là khóa 6 chuẩn bị rồi. Chuẩn bị cái kỳ tới nữa.
Bởi vì em nói bên này cái khóa 3 đó. Chúng bị. Là sang năm nữa đó. Đúng như là cái khóa 6 đó. Và như vậy cái sự bị thì nghĩ như vậy nó sẽ tốn. Thì có lẽ là cái hậu kiểu mẫu đó là mình sẽ chuẩn bị hàng năm. Và ý kiến của thầy khoáng là có ai rất là chắc lẽ. Và cuối cùng đó là cái làm sao cái chuẩn bị cái 50 năm đó là hai bên chúng ta phải làm, đúng không? Đó là cái có thể kết luận như vậy được không? Thì hôm nay thì rất mừng rất nhiều cái em từ Mỹ, các thầy ở Mỹ cũng về đi sang Mỹ, các thầy em sân học thì Mỹ. Thì ít nữa thì Phong là có một cái ngày hội ngộ nào ở Úc được không? Úc thì ở xa. Đối với sinh Việt Nam thì tốt ạ. Nhưng mà đối với Mỹ thì có. Và có thử gọi ý thì không ai muốn đến Úc nhiều hoặc là xa quá. Xa quá. Không có số lượng này. Không có số lượng. Có số nhỏ thì được. Số lượng không được. Thành ra nếu với cái chiều kích số lượng. Đây là Việt Nam. Chỉ có Mỹ ở Mỹ, Việt Nam là thực tế. Mà Mỹ cũng chỉ vài nơi thôi chứ không phải là chỗ nào cũng được. Mỹ vòng vòng Cali. Cali, cùng lắm ở đây Houston, cùng lắm. Ngoài cái đó bài ra không làm. Sơn Hồng có ý kiến gì kết thúc đi. Không, ở nhiều tên cũng hay quá. Dạ, bây giờ thì em xin nói thêm một thông tin mới ngoài cái thông tin của chiếc hội ngộ của thầy. Bởi vì thầy cũng biết là đường chủ mẫu mình không chỉ đợi tới cái ngày hội ngộ để làm nhau, mà thông thường thì tới ngày lễ Tết thì tụi em có đến thăm quý thầy cô. Thì năm vừa rồi là kỷ niệm 45 năm, chúng em cũng có phái đoàn của các khóa đại diện của tụi em đi đến thăm quý thầy cô. Nhưng mà năm nay thì em cũng muốn mình có gì đổi mới, tuy nhiên em cũng xin phép hỏi ý kiến quý thầy cô. Là bây giờ em đưa ra hai phương án. Một là chúng em sẽ tổ chức thành một cái phái đoàn đi thăm quý thầy cô tại nhà trước Tết, hay là quý thầy cô có tức là tụi em sẽ tổ chức cho quý thầy cô một cái chuyến đi du lịch. Có thích thay đổi hay là mình kết hợp đi thăm thầy Minh. Thầy Minh cũng đang đau một cái. Thế này là đi ra chơi ở đâu đó. Đi thăm thầy Minh ở Bà Rịa Vũng Tàu, rồi cái mình sau đó mình đi ra Hà Nội chơi. Cho nó ghê. Mình ra ngoài nghe giùm mình luôn. Đi đâu? Hay là như thế nào tùy theo. Đi Bình Châu tắm mà sướng á. Thầy đi Bình Châu như này. Trời, người lớn tuổi đi ngâm nước khoáng đã lắm trời ơi. Nó nóng, nước nó nóng tự nhiên. Đi phải ngủ một đêm. Mà thầy nên Bình Châu là số 1 quá, Bình Châu là đẹp quá. Ủa anh có đi Bình Châu chưa? Trời, nghe nó buồn lắm. Buồn lắm nhưng mà sao mình đi nghỉ có nhóm đâu có buồn. Nó có karaoke, nó có xa, nó có đủ thứ mà. Nhà hàng nó đủ hết. Mà cảnh nó đẹp quá. Đó là thay đổi mới. Ừ trời. Nằm ngủ ở trong rừng, sáng chạy đi ra, im chóc, ủa trời. Đi đâu vui lắm chứ. Chuyện du xuân á. Em còn nhớ có cái câu mà em cái chồng đó
Thế mà trong trí nhớ em vẫn từng được là đợt 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 em nhớ lại đi. Lúc thầy là một trong những người ta lo lái xe lên trường. Đúng. Nhưng có lúc thầy bị đấu xe á. Chà, đi hỏi vậy bị mệt nha. Du xuân mà. Cùng người là còn Tết á, cùng người. Em giờ em nghỉ hưu em thấy ngày nào cũng Tết. Đâu có đi làm đâu người ta. Em giờ cũng mong lắm anh ơi. Sướng quá rồi. Sau Tết, từ khoảng từ sau ngày tao nghỉ hưu á, tao cứ nói nghỉ hưu về buồn, kiếm chuyện này kia làm ăn, tối ngày đi chơi thôi, đâu có gì đâu. Cậu em bác sĩ, đỏ thoải mái. Đi làm ở chỗ mấy cái bệnh viện rồi kia rồi, trời đất ơi, đi làm mấy chục năm rồi giờ, đi làm. Giờ nhiều người còn đi làm nữa. Anh về nghỉ thì chơi, sướng, đâu có gì đâu buồn, đâu có gì đâu buồn, mình còn gia đình mình chi, thấy không, tròm xóm rồi chi, bạn bè chi chứ đâu phải có cơ quan không đâu, mà buồn. Coi lịch đây, coi lịch để đi chơi. Thầy nhớ đi Phú Hải rồi đi Mỹ thì công viên Phú Hải. Thì anh nói mày đòi đi theo mấy anh thầy. Chà. Bữa đó mày cũng đi mà chết với tao. Đó, chị đòi đi mà bữa đó không đi không được á. Anh này là anh Lê Thành đó hả chị? Lê Thành khóa 1 vậy hả? Đúng rồi, bấm cái đèn cái máy quay đó rồi bấm được vậy được rồi được chưa dạ. Xong là bấm quay xong rồi quay lại á xem nó làm sao xem quay có rung là hỏng rồi được chưa.